Xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái dự án GeoMadow và tìm hiểu kỹ hơn thông qua cái tài liệu white paper của nó. Như mình đã nói ở cái video trước thì đây là một cái nền tảng phi tập trung và tự động. Nó sẽ kết hợp với học máy AI tự động để kết hợp với kinh tế, xã hội, tài chính hay là môi trường để giúp chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn dựa vào công nghệ blockchain. Nội dung của white paper của tiện GeoMadow đầu tiên là về phần giới thiệu này, lộ trình, các cấu trúc, chính phủ, mã thông báo, phân phối mã thông báo và giá. Sự lập trình nên ứng dụng, sự hợp pháp và những cái nhà sáng lập hoặc là nhà phân phối và cuối cùng là kết luận vân vân. Đầu tiên để nói về phần giới thiệu của GeoMadow thì chúng ta sẽ có một cái nhìn mà dễ hiểu nhất là công nghệ blockchain được thiết kế để tạo ra những cái sự gián đoạn đến từ sự phân cấp cũng như là tự chủ. Cái tổ chức tự trị phi tập trung này ra đời cùng với công nghệ blockchain tạo tới mọi người là mô hình hợp tác tiên tiến nhất của con người trên toàn thế giới. Nó sẽ là mô hình kinh tế mô hình kinh tế mới cho cái thế kỷ 21 này. Cái tiềm năng của DAO thì nó vẫn là chưa được khám phá và rất lớn, được tạo bởi trí thông minh nhân tạo, bí quyết cũng như là tiêu chuẩn đạo đức cao của những người đóng góp. Nó sẽ đề xuất sự tiến bộ trong DAO nhắm vào công nghệ tiên tiến từ các lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là năng lượng, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, đề cập đến một số ví dụ. Hiệu suất của DAO sẽ tăng gấp nhiều lần nếu như mà nó được hoạt động trong thế giới thực. Và chính xác đây là những gì mà GeoMadow sẽ đạt được, đó là tạo ra dòng tiền và sự giàu có cho những người đóng góp. Về lộ trình của GeoMadow, đầu tiên là từ năm 2016 đến 2019, trong vòng 3 năm thì họ sẽ tìm hiểu về trên 22.000 dự án blockchain và cái ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế. Đến tháng 9 năm 2019 thì tạo ra cái mã thông báo GeoMadow ERC20 với cái shareholder test. Đến tháng 12 năm 2019 thì ra mắt website GeoMadow và kênh xã hội chính thức. Tiếp theo đến tháng 1 năm 2020 chuẩn bị cho chương trình airdrop và chiến dịch Bounty. Đến tháng 2 năm 2020 sẽ bắt đầu chiến dịch Bounty và airdrop. Từ tháng 3 đến tháng 5 là giai đoạn của DAO để được bình chọn là cái blockchain tốt nhất cho lưu trữ DAO, ứng dụng các kế hoạch, dự án đầu tiên và bình chọn dự án đấy. Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2020 thì bắt đầu dự án và liệt kê các sự chuẩn bị cũng như là dự án và cho chuẩn bị cho cái chương cho cái sàn giao dịch EL. Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2020 thì thực hiện chương trình EL, xây dựng cấu trúc và cộng đồng. Về cái cấu trúc của cái DAO này thì nó là một cái được tạo nên bởi một cấu trúc tài chính hướng tới cộng đồng. Mục tiêu của nó đầu tiên là phá vỡ những cái cách quản trị thông thường, đề xuất ra các quyết định mới mà trong cái GeoMadow này.
Tiếp theo là bỏ phiếu để đề xuất thực hiện một tính năng bắt buộc của Jamadao. Thứ tư là đồng thuận được tạo ra nếu một tỷ lệ phần trăm người đóng góp được xác định trước đồng ý với một hành động. Thứ năm là để thực hiện dự án thì các nhà thầu sẽ được chỉ định bằng cách bỏ phiếu. Và cuối cùng Jamadao thì được tạo ra để tạo ra sự giàu có thực sự cho con người và những tạo ra cho những người đóng góp và cho cả cộng đồng nữa. Tiếp theo mình sẽ nói kỹ hơn về cái Jamadao token. Thì nó được xem là một utility token. Mục đích của nó là để đề xuất và cũng như là tham gia các hoạt động trong mạng. Đây là một mã thông báo an toàn. Đây là cái địa chỉ contract của Jamadao tại đường link này etherscan.io.token và địa chỉ của nó đây. Tiếp theo là một chứng chỉ blockchain ID của Jamadao để chứng thực là nó được xây dựng trên nền tảng blockchain. Cái Jamadao này thì có tổng cộng là 21 triệu token mã thông báo và được phân bố như sau. Đầu tiên là 5% cho các chương trình như là Bounty, Airdrop hay là cho các sàn giao dịch, 1% để cho quản trị viên, cho những người đóng góp và người và đội ngũ sáng lập, còn lại 94% là dùng để trong giao dịch hay là mua bán, vân vân. Như vậy tức là 0,4 đô la trên một Jamadao, tức là giá của nó được tạo ra ở trong cái chiến dịch Bounty, đến 0,7 USD thì sẽ là cái giá sau khi chiến dịch Bounty và chuẩn bị cho chiến dịch EL. Và cuối cùng là một Jamadao sẽ có giá là 1 USD trong cái chương trình EL đấy. Tiếp theo là họ nói về cái code of conduct cũng như là những cái liên kết trong cái legal của DAO. Đây là cái đội ngũ sáng lập lên Jamadao mà mình đã nói ở video trước, các bạn có thể xem lại. Như vậy thì tổng kết lại, Jamadao là gì? Đây là một cách dễ hiểu nhất vì nó có được mô hình kinh doanh của DeFi cũng như là blockchain tạo ra để phân phối của cải. Đóng góp ban đầu vẫn còn nguyên trong khi nó tạo ra lợi ích, sử dụng các tài sản thật, kết hợp với cấu trúc quản trị DAO làm cho mô hình không thể chống lại. Trong tương lai gần thì robot sẽ thay thế một phần lớn lực lượng lao động và DAO sẽ sở hữu một phần của lực lượng lao động robot này. Nếu mọi người không tự tổ chức thì bất kỳ một hình thức nào khác, toàn bộ sản xuất sẽ lại rơi vào tay là 1%. Mỗi ngày với 12,5 tỷ giờ làm việc được thực hiện bởi mọi người trên khắp hành tinh không trả tiền. Thu nhập toàn cầu đã trải qua giai đoạn lý tưởng và một cái ý tưởng quy hồi trong lịch sử của loài người. Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng là mình ngồi không làm gì cả và chỉ chờ đợi cái sự làm việc của robot và mình có thu nhập do chính phủ và các tập đoàn kiểm soát. Như vậy, sự ra đời của DAO sẽ giúp cho mọi người có một cuộc sống thông minh hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Trên đây là cái white paper của Jamadao. Các bạn có thể truy cập vào đường link của Jamadao và sau đó vào phần white paper để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.